Mới đây, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại thành phố Hà Nội, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư thương mại du lịch kết nối cùng phát triển Link to Grow Hà Nội và các tỉnh khu vực phía Bắc năm 2024 với chủ đề thu hút đầu tư chuyển đổi sản xuất xanh, phát triển bền vững. Mở đầu chương trình là triển lãm xúc tiến giao thương về các giải pháp chuyển đổi sản xuất xanh trong nền kinh tế số, đã có gần 100 gian hàng trưng bày giới thiệu các giải pháp công nghệ xanh, sử dụng ít năng lượng, nước và tài nguyên thiên nhiên, giảm lượng chất thải và ô nhiễm, các sản phẩm thân thiện với môi trường hoặc nằm trong hệ sinh thái có liên quan. Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra hội nghị Hà Nội và các tỉnh khu vực phía Bắc xúc tiến đầu tư chuyển đổi sản xuất xanh, phát triển bền vững trong nền kinh tế số nhằm giới thiệu tiềm năng lợi thế thu hút đầu tư của Việt Nam nói chung, khu vực phía Bắc nói riêng, định hướng, khung pháp lý, cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư xanh, định hướng thu hút doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất xanh, phát triển bền vững tại các khu công nghiệp tại Hà Nội. Tại hội nghị, các đại biểu cho biết các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Nguyên nhân là do những hạn chế về kinh nghiệm, vốn và công nghệ.